Với lại chị. Ồ dạ. Chị đi chị. Đi đâu? Đi. Đi đâu? Đi đi. Rồi. Đi với em đi. Sáng giờ ới quá chị. Tức đẹp quá chừng ta. Tức em đẹp về mày ới hả? Em mới Sài Gòn xuống đó chị. Bên Sài Gòn không có cô này được hả? Dạ dạo này Sài Gòn khó làm ăn quá chị, nên em về vừa cao su. Ở đâu nhà thờ Đức Bà đó, gần chỗ ở phía sau đường gì ta? Quyền Trân Công Chúa chốt không ta? Dạ dạo này cái đường đó không có làm nữa chị. À, thấy nhà bữa chị có đang ngoài đó mà thấy mấy đứa nó quá đó, chừng đường đó giờ xóa sổ của chị ơi, nên giờ em về vườn cao su á. chị ủng hộ em một suất nha. Tướng đẹp vậy nè, mặt dạ. Cũng ok lắm đi. Mặt cũng dâm dâm lắm á, cao su mà thoáng mát lắm chị, mà nói chung là chị cũng chị được á, con mặt là dâm dâm được nè. Được không chị? Được, giá bình dân lắm em. Giá nhiêu em? Dạ 500k. 500k là bao trọn gói hết là luôn, bao được. Gồm là nước với ăn ăn uống luôn phải không? Ăn uống luôn á. Vậy được, 500k. Được. Khách sạn đâu? Khách sạn là mình vô đây mình giải quyết luôn nè chị. Vậy thấy không? Ờ, giới thiệu chị là vườn cao su này là thoáng mát á chị. Thoáng mát rồi, đi coi coi cho nên cho nào nó bí mật cái xíu. Dạ trong vườn cao su ngút ngàn luôn á. Ngút ngàn luôn hả? À. Là chị muốn chọn cái góc số mấy là em đáp ứng chị góc số mấy? Góc số mấy luôn. Ở đây là một có 1001 góc á chị. Qua là wow, làm sao biết hay vậy? Dạ. Em cho em ở đây rồi. Dạ, ở đây đó rồi. Tại vì em đã từng tiếp được 1000 mấy người ở đây rồi. Tiếp hết rồi còn được tướng vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Hay gì ta? 1000 đây là 1001 gốc cao su. Chị không tin thì lại chị hỏi mấy con bò đi, nó là chứng kiến em mấy vụ rồi. Dạ thử cũng được. Đó, đang là... đang xui. Đó. Làm ăn nói chung là không phải cũng không có xui gì, cũng đang lâu lắm rồi cũng hơi thiếu thiếu. Ờ 500k rẻ mà chị. Mấy năm mà nói chung để không có 500 thì không có nói với tiền bạc không vấn đề. Trong là chịu, trong là ok, vừa ý cái là trên luôn cho tiền thêm sao? 500 là gì đâu, không gì hết. Ờ dạ, cho hỏi cái cò đi, nó đã từng chứng kiến 1001 vụ của em rồi. Biết chay hết thôi. Thì hỏi nó thử đi thì biết liền nó. Nó dùng con cua này phải không? Mà em nói về mà em tiếp bao nhiêu người nãy nói nó nhiêu? Dạ 1001 người. Cho xin cái giấy sức khỏe đây. Sức khỏe hả? Em bây giờ là khai báo bằng điện tử rồi. Chứ bây giờ nghe 1000 mấy người đã biết đâu lão được đâu, bởi có người nào dính trong chắc chết tôi luôn quá. Bây giờ có thuốc ngừa rồi đó. Thuốc ngừa mà giờ dạ, có uống thuốc ngừa chưa? Là chị á, ông muốn em có viên thuốc ngừa này cho chị vậy uống. Chứ giờ nghe nó 1000 mấy người trong biết bệnh vô có chắc chết tôi luôn. Trời ơi, đang kỹ gần chết đây nè, thấy thì cũng thèm lắm bộ tướng cá là về là ngó quá còn tuyệt vời. Cởi áo ra cho chị coi không? Mặt thì cũng dâm dâm vậy được nè, được triệu like á. Đây đang cởi áo chị coi nha không? Ê khoan, từ từ thôi ơi, thì được rồi. Trời nhìn ơi. Ta nhìn á, ở đây ta nhìn ta ghiền á. Trời ơi, ta nhìn cả người ta chứ. Đó là mấy đằng kia đồng nghiệp của em không á? Thế hả? Có đồng nghiệp ghiền, của em á. Ghiền người ta ghiền á, đó. Thôi. Thật sự là mấy đứa đó là đồng nghiệp của em không á, nó giả bộ á. Nó giả bộ đi nhậu á, nó là đồng nghiệp của em không á chị ơi. Ghê vậy. Ừ. Đó. Gì được không? Thấy được không chị? Được rồi. Tiền bạc không thành vấn đề. Giờ đi vô trong ghế hả? Rồi trên cỏ luôn hả? Trời ơi, tự nhiên mà chị. Làm tự nhiên vậy hả? Tự nhiên. Từ đó giờ chưa vụ này chưa làm qua đây không biết à. Trời ơi, từ cái gì mình tự nhiên mình nó thoải mái không chị ơi. Nhưng mà lỡ nó ghiền thì sao trời, ghiền sao được kiếm đâu ra. Ờ ghiền mốt em tính chị giá sĩ. Giờ 500k giá sĩ. Giờ em giảm chị là ví dụ như chị mua giá sĩ thì em giảm còn 400k. Rồi mua chị mà bao luôn ha, là bao luôn ha, khi alo là có mặt đúng không? Ờ chị mà mua giá... alo giờ nào là có giờ đó đúng không? Chị mua giá trên sĩ nữa thì em sẽ còn 300k luôn. Vậy đi, nói chung là alo là khi nào mà ta thiếu cái gì đó ta alo là có mặt liền đúng không? Rồi. Mà em chỉ làm việc ở vườn cao su rồi thôi nha. Ở chứ chỗ khác được hả? Không, nếu qua cái vườn khác là không có còn giá 300k hoặc là 500k nữa. Là nhiêu nữa? Là có thể là lên là 700 hoặc là cái gộp vậy? 900 luôn. Chứ không còn là 500k nữa đâu. À, cái tiền kia là phải trả tiền này kia phải không? Trả tiền khách sạn. Đây là địa bàn của em. Ờ địa bàn chứ không phải địa bàn khác của người khác. Nó quýnh chết mẹ đâu. Đúng rồi. Giờ mình vô nha chị. Vậy vô đi. Đi không đi không? Vô rồi có đi ra được không? Được chứ, vô phải ra chứ. Vô phải ra. Không ra chết bà luôn. Cao su đẹp không? Không ra chết bà luôn nha.
Thôi đi đây nó hoài. Nhìn dạ. Nhìn là chảy nước miếng rồi dạ. Nhìn là chịu hết chịu nổi rồi. Đây, cho mọi người coi mặt nè. Khách hàng tiềm năng của tôi nè. Từ nãy giờ trải giá còn chơi nữa. Còn cho đứng ngoài nắng rồi. Từ nãy giờ trải giá xong rồi cho đứng ngoài nắng nè. Vậy tôi giết nó chết. Tôi bóp cổ. Cái gì cũng từ từ chị. Sao em rồi đã hứa, em đã hứa chị rồi. Cái gì cũng từ trả từ. Trả giá xong rồi, vậy đứng sao chị nắng, gấp đứng vậy ạ? Hay là con bò nó dí đâu đâu bây giờ? Chị nhờ chị đưa tiền cho em đi rồi hai mình tiền vô chưa đưa mình... tiền mà. Ờ chưa cái gì hết, chưa cái sơ muối được hết đâu. Dạ đưa mất tiền trước. Tiền mất được mang sao? Đưa tiền trước đi. Bò kìa nó dí là nó dấu đỏ là chết luôn á. Đưa tiền trước. Hồi đỏ này nó đứng nó nhìn. Trời ơi, đi vô vườn cao su mà sợ bò là sao? Thôi vậy đi. Quyết định đi.